Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình Bình Net. Rất vui được gặp các bạn thông qua video ngày hôm nay. Thì à, lời nói đầu tiên cho mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một clip về dòng mươi 155 VVA ABS với một cái màu ở phiên bản cao cấp màu xanh nha các bạn. Để thiết kế một cái à, mặt nạ trước hoàn toàn mới thì hệ thống chống bó cứng phanh ABS đặc biệt là ABS hai bít tông các bạn và một cái đĩa phanh lớn uh, cỡ là 267 mm các bạn để chinh phục những cái khát khao thì hãy là người tạo nên một cái lực lệ để làm chủ cuộc chơi tin uh, rằng và trở thành một cái vị vua trên chính dương quốc mình các bạn thì một trong một cái hành trình không thể thiếu sự đồng hành của chiến hữu 155 ABS các bạn 100% phiên bản mới của Yamaha liên tục mang tới những cái cải tiến mới à, với hệ thống chống bó cứng vanh ABS các bạn thiết kế mới năng động sắc nét nhưng mà vẫn giữ đậm được cái phong cách cái chắc NA các bạn thừa kế từ cái mẫu xe à, quyền thoại là YZF-R1 các bạn thì và cái cốt lõi à, hiệu sức à, cũng được cải tiến đáng kể so với à, phiên bản trước các bạn nhìn tổng thể xe các bạn thấy không? Một cái sự thay đổi hoàn toàn ở cái ngoại hình như cái phần trước với một cái nét đẹp về cái màu sơn mới cũng như cải tiến những cái mẫu tem hoàn toàn mới để cho các bạn có thể nhiều sự lựa chọn ở cái tông màu các bạn. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua về cái dòng xe cho các bạn tham khảo nghe. Thì theo mình cái nhận định á, mình thấy á, về cái phần thiết kế thì cái phần trước như mặt nạ ốp mão ốp đầu với được trang bị fan ABS còn tất cả các uh, tính năng thì cũng đều giống phiên bản trước thôi các bạn như động cơ nè phần dần chân như bô uh, hoặc yên xe cái phần ốp hồng sao thì mình nhìn thấy không có sự thay đổi gì lớn nha các bạn thì cùng với hàng loạt cái tính năng thì với một cái bộ ly hợp chống trượt hai chiều ABS các bạn và được trang bị thêm là phá thông minh xì mặt cây, công nghệ van biến thiên VVA và bốn cái sơ độ đánh lửa tùy biến theo từng giải cấp số các bạn và 10 lỗ phun nhiên liệu. À, thì ở dòng sinh 1 2024 thì vẫn giữ nguyên là cổng sạc 12V các bạn. Và cải thiện với một cái hệ thống nạp xả, à, hệ thống giảm sóc đặc biệt là những cái tùy chỉnh về cái thiết kế các bạn à, mặt trước của xe, đèn hậu trắng bùng, yên xe gợi cảm vào một cái thể thao hơn. À, cùng với một cái tốc độ nhiều màu sắc trẻ chung phù hợp với các bạn trẻ đang tìm một cái tôi của bản thân các bạn. Mình nhìn thấy một cái sự cải tiến mới hoàn toàn các bạn. Như đĩa thì à, sử dụng đĩa lớn tới là 267 mm các bạn đó. Với kết hợp giữa phanh hai hai piston được à, trang bị thêm là phanh ABS các bạn. Một cái sự an toàn ở cái à, phiên bản Center 155 ABS của năm 2024 các bạn đó một cái sự thay đổi, vô khi cũng được nâng cấp cái hành trình dài hơn cho cái độ đàn hồi nó im hơn à, ở cái mẫu xe luôn các bạn. đó, mình nhìn thấy một cái sự hầm hố ở cái dàn chân trước được trang bị ở dòng ngoại sinh tơ 1.55 2024, à, một cái cải tiến à, và một cái tính tiện nghi ở cái mẫu xe các bạn, à, một cái sự đột phá của dòng ngoại sinh tơ 1 2024 một cái sự khác biệt ở cái phần à, Mão ở đầu trên này các bạn à, được làm dài hơn và có thêm hai cái góc tay trên các bạn và được à, làm một cái mặt cắt ở chính giữa hình chữ v để tạo nên một cái sự mới hoàn toàn thì à, ở cái phần mặt nạ trước cũng vậy được bạn được thiết kế lại một cái điểm nhắn đấy các bạn thấy không được một cái góc giác à, ở cái nhanh ở cái dãy đèn à, sương mù các bạn đó ngay cái dòng chữ center được tạo nên một cái góc giác mới và một cái sự nhô lên à, tạo nên một cái à, diện mạo mới ở cái phần trước của dòng này center 2024 nha các bạn nó tạo nên những cái tính thể thao tăng cái sự cuốn hút ở cái mẫu xe à, nhìn tổng thể xe các bạn một cái sự hầm hố cũng như một cái mẫu xe đầy quy lực và những cái uh, tính năng được cải tiến ở trên dòng xe bậc nhất luôn bạn bạn thì uh, mẫu một cái mẫu xe mà được uh, cải tiến nè uh, về áp dụng những tính năng mới động cơ đầy quy lực và một cái kiểu dáng uh, đầy lôi cuốn và mang đậm cái phong cách thể thao của dòng xe Centor à, 155 VVA ABS 2024 các bạn với một cái màu xanh à, cực kỳ là mới à, tạo nên một cái nét đẹp hoàn toàn à, của cái dòng xe các bạn. Vẫn giữ nguyên về động cơ, à, động cơ 4 kỳ, à, 4 van SOHC làm mát bằng chất lỏng và bố trí xi lanh đơn các bạn, dung tích xi lanh à, là 155 một đường kính và hành trình bích tông là 58.0 nhân 57 58.7 mm các bạn với một cái tỷ số nén lên đến là 10.5 chia 1 công suất tối đa đạt đến là 13,2 kW tại 9.500 dòng dịch phút các bạn với một cái moment sáng cực đại lên đến là 14,4 4 tên, à, đó tại 8.000 dòng dịch phút các bạn và cái tính năng và những cái trang bị tiện ích ở trên Accenture 155 À, ABS cao cấp mới 2024. Thì ở Yamaha Exciter mươi ABS cao cấp à, mới 2024 bốn à, có các trang bị tiện ích như là màn hình LCD nè các bạn, vẫn giữ nguyên à, cũ theo một cái hình lục giác nhưng cái kích thước lớn hơn à, thoải mái hơn kìa các bạn nhìn nha. Thì vẫn có trang bị phá là xịt cây cùng với cái tẩu sạc à, như cái phiên bản cũ thì như một cái điển hình là à, có lẽ Yamaha đầu tư nhiều ở cái phần À, tính năng hoặc một cái công nghệ à, bao gồm các bạn là hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai tông với đường kính là 267 mm bộ nồi ly hợp ABS các bạn nó chống trượt côn và bó cứng à, bánh sau giúp các bạn nâng cao cái hiệu sức hỗ trợ được cái à, chống trượt à, hiệu quả hơn khi kết hợp với phanh ABS các bạn Đó, thì thông số lớp À, trước lớp sau thì vẫn à, giống với tất cả các phiên bản trước, chỉ thay đổi và cải tiến thêm những tính năng tiện ích cho các bạn thôi. Một cái mẫu xe à, được à, thay đổi về ngoại hình à, cũng như được áp dụng phanh ABS à, cực kỳ là an toàn cho các bạn sử dụng luôn. Ừ? Bốn cái sơ đồ đánh lửa tỳ biến theo à, các dạy số tương tự như 1 các bạn, áp dụng một cái công nghệ phủ à, carbon kim cương của cái mẫu xe izf EG các bạn thì tăng cái góc phun và số lỗ phun tương tự mẫu IZF EG1 luôn thì động cơ 155cc VVA phát triển trên nền tảng của động cơ G15 các bạn với một cái công sức đạt đến là 17,9 mã lực các bạn với một cái hệ thống van biến thiên vô cấp VVA bình xăng lớn là 5 lít các bạn với một trang bị hộp số là 6 cấp với một cái cụm đèn pha độc lập hai vị trí và cải thiện những cái tính năng tại nhiệt làm mát luôn các bạn À còn áp dụng cái hệ thống xả cải thiện hơn một cái hệ thống nạp mới hoàn toàn như ở cái bầu lọc gió lớn nha các bạn đó cho cái sức hút nó mạnh hơn với một cái sử dụng một cái khung sườn à, hoàn toàn mới cứng chắc hơn đó thì à, nâng cấp về cái hệ thống giảm sóc trước luôn các bạn đó một cái mẫu xe được cải tiến hoàn toàn mặt đồng hồ full lcd đa chức năng à, cải tiến như là công tắc tác động cơ 19 À, nút à, đèn Maxin đó các bạn với một cái ẩu cắm à, điện 12 hai à, yên xe phong cách thể thao với một đèn hậu thiết kế mới chắn bùng mới và một cái thiết kế về mặt nạ mới và tiết kiệm nhiên liệu ở so với hơn phiên bản cũ các bạn đó một cái à, sự mong đợi và một cũng như một cái sự cải tiến hoàn toàn mới của cái mẫu xe thì mình sẽ quay về cái mặt đồng hồ có khác gì và mình sẽ so sánh cho các bạn tham khảo nha thì ở đồng hồ thì mình nhìn thấy không có khác gì nhiều các bạn chỉ có ở phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn có thêm ABS thì nó có thêm cái đèn ABS và một tính năng nữa của phiên bản 2024 thì công tắc bên trái thì vẫn giữ nguyên machine xin nhanh và nút còi còn bên phải thì vẫn là nút tắt ngắt động cơ tắt động cơ khẩn cấp các bạn và nút đèn thì thay vì nút đèn thì ở ở dòng xe Shiner 2024 lại là nút đèn ha gia các bạn còn gọi là đèn ưu tiên các bạn thì ở mẫu xe Shiner 2024 không có nút tắt đèn các bạn nút tắt đèn thay vô là nút ha gia còn gọi là nút đèn ưu tiên khi các bạn bắt lên thì bốn cái đèn xi nhanh nó cháy luôn nghe các bạn đồng thời nó sẽ chớp cho các bạn phát cái tín hiệu khi các bạn muốn đậu cặp lề đường hay các bạn nghe điện thoại các bạn qua những cái đoạn đường uh, cua cool gì đó các bạn một cái mẫu xe được cải tiến à, về những cái về ngoại hình ở phần trước nè, à, áp dụng à, những tính năng mới à, tiện nghi cho các bạn sử dụng à, một cái công nghệ mới như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. À, cực kỳ là 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 an toàn cho các bạn sử dụng xe khi các bạn quanh gấp luôn. Ở với những thiết kế những cái màu sơn mới nhất hiện nay cho các bạn có thể lựa chọn được một cái mẫu màu mới đó mình tắt cho các bạn đó. À, khi còn cái đèn abs các bạn khi mà các bạn chạy á, nó mới tắt các bạn thì uh, nó vẫn y nguyên uh, giống phiên bản cũ thôi chỉ khác là uh, không có nút tắt đèn, nút tắt đèn thay vì nút tắt đèn là làm lại là nút hai da là đèn uh, ưu tiên các bạn. đó mình sẽ mở yên lên cốp thì ở dòng uh, xe con tay tất cả các bạn biết rồi không có cốp nha. đó bình xăng đến lên đến là 5 lít tư các bạn các bạn đổ ở đầy bình các bạn có thể chạy được tầm khoảng hai trăm mấy cái số các bạn một lần đổ xăng. có một cái mẫu xe được uh, thiết kế màu sơn mới cải tiến về cái uh, tính năng và một cái thiết kế về cái phần trước nó hầm hố và tăng những cái góc cạnh mang lại đậm cái uh, nét thể thao cũng như cải tiến về những cái mẫu tem mới cho uh, nhiều bạn có thể lựa chọn những cái mẫu màu cũng như những cái uh, tông màu mà mình thích nhất À, cho các bạn sử dụng xe một cách tốt nhất luôn. Thì ở phiên bản 2024 thì mình nhìn thấy những cái góc cạnh các bạn, các bạn thấy không? Một cái góc giác ở địa làm điểm nhấn ở cái phần mặt nạ trước nè, một cái sự nhô lên để nó tăng cái góc cạnh, tăng cái tính thể thao của các bạn. Thì à, được lượt bỏ cái phần cong thì ở mẫu Exeter 2024 thì làm một cái đường bằng luôn các bạn, gạt bỏ hai cái phần cong ở mặt nạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình.